Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ôi, quỳnh tiền nè. Ủa sao quỳnh đông nè, anh này nằm chết rồi. Đó thôi. Tiền nào không trả tiền nè. Không trả tiền nè. Ghê. Đây, tôi đây, vẫn đang làm nha, vẫn đang làm nha, sếp ơi. Đang làm. Sáng giờ kiếm được tiền thôi. Lên. Cái gì vậy? Ủa gì vậy? Cô bị đuổi việc. Chơi Roblox thì hãy ghé vào ngay shop phongcantv.net để có thể mua được acc Roblox giá siêu rẻ và siêu VIP. Không những vậy, các bạn có thể mua được Robux với giá siêu rẻ kèm những mini game vô cùng hấp dẫn. Ghé ngay shop Roblox giá rẻ uy tín phongcantv.net. Ok, chào người trở lại với tiệm nét của Sam. Hôm nay Sam đã làm chủ tiệm nét rồi. Tôi là đuổi Phong Cần Tạp thì không Phong Cần dám không tăng lương cho tôi. Thấy chưa? Cho ông biết khi nào ai là cái chủ tiệm nét này. Hiểu chưa? Vậy 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 đuổi việc ai? Đuổi việc ai? Ê! 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 Không giỡn mà, giỡn mà. Ok bạn ơi, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với tựa game làm chủ tiệm nét tập tiếp theo. Ủa rồi cô Sammy, cô đang làm gì vậy cô Sammy? Đi ăn nè, mấy cô sức làm gì chứ trời. À đúng rồi, trước khi đi làm là phải ăn sáng đó nha đúng các rồi, bạn nha. Trời. À hôm nay là tôi có một cái thông báo như thế này dành cho cô. Yeah. Thì trước tiên cô không cần vào tiệm nét đâu. Cô ủa, vô vậy? Nhà chúng ta, cô lên tầng 2 cho tôi đi, nhanh lên. Ủa cái gì vậy? Không cần làm việc luôn hả? Hay vậy? Ai nói không cần làm việc? Có làm việc, nhưng mà tôi sẽ cho cô xem cái này. Cô lên tầng 2 cho tôi đi. Rồi, đi lên tầng 2 cho tôi. Tầng 2 hả? Đây rồi. Ủa tầng 2 có gì vậy sếp? Cô cứ lên tầng 2 đi, tôi cho cô xem. Rồi. Đây, xin giới thiệu cô. Đây chính là tiệm nét của đối thủ của bọn mình. Đó, cô thấy không? Thôi nghỉ đi. Gì? Cái này xịn thì sao chơi lại được? Thì người ta xịn cho nên mình phải tìm cách để mình thắng người ta, hiểu không? Đây bây giờ cô vô cô xem nè, không? Tiệm nét của ta nè. Thứ nhất nè, khách đông nè. Thứ hai là máy nhiều nè, máy xịn nè, thấy chưa? Đó. Rồi còn được sơn màu hồng, nhìn nó đẹp, dễ sơ đẹp luôn. Trời. Mà cái quán của mình, cô nhìn là cái quán của mình đi. Ừ, nhìn thì cũng đẹp đó, nhưng mà trời ơi, sếp nói thấy ghê vậy. Tiệm nét này thua xa tiệm nét mà. Tiệm nét mình còn đẹp hơn đó. Trời ơi, giỡn đùa. Tiệm nét mình đẹp hơn cái chắc. Là đẹp dữ chưa? Là đẹp dữ chưa bà nội? Biết gì đâu. Thôi tôi mệt quá. Bây giờ này tôi nói cho cô nghe nè. Cô nhìn đây, cô nhìn nha. Đây cô xem này, thấy gì không? Tôi đang có 1.900 đô. Thôi dữ vậy. Đây là cái tiền mà tôi đã, trong thời gian mà cô nghỉ làm á, là tôi đã vô tôi cày, tôi kiếm, hiểu không? Bây giờ á, có 1.900 đô nè. Bây giờ á, cô giúp tôi. Một là cô đem mấy cái máy tính cũ này nè. Đây cái máy tính cũ này nè. Đi dục đúng không? Đi dục cái đầu cô, đi dục gì? Đem đi bán. Đúng không? Đem cái tiệm cái bán cho tôi. Sau khi bán xong á, cô về cô mua tôi thêm một cái PC xịn như thế này. Wow. Ok. Đó, cô để lên cho tôi. Là chúng ta sẽ có hai dàn PC xịn. Sau đó là cô sơn lại màu tường thành màu hồng cho tôi. Được không? Ok. Ok, rồi ok. Bây giờ cô mau mau bán cho tôi mấy cái thùng đi. Rồi, bán hả? Đúng rồi, bấm e. Rồi. Rồi, biết đem đâu bán không? Không. Rồi, đây, giờ đi tới đây đúng không? Rồi. Đúng rồi. Rồi biết đi đâu nữa không? Đi. À, đây. Đi à, rồi rồi. Bán đi, bán đi. Rồi, đây rồi. Bán nè. Rồi đó, bán được 97 đô. Sale. Ok. Rồi quay về bán trời tiếp. Ơi, bán đồ bán tiếp nha nha. Ủa sếp ơi, mình không có xe mình đi bộ gì hả? Mình nghèo làm gì có xe, bây giờ mình phải đi bộ thôi. Chán ghê luôn á trời. Rồi, xong rồi, tôi bán xong hết rồi sếp ơi. Yeah. Rồi ok. Giỏi, xong rồi đúng không? Bây giờ á là ủa, cái dàn PC xịn của tôi đâu? Hả? Dàn PC xịn của tôi đâu? Ủa nó bán hết rồi. Ủa sao lại bán dàn PC xịn của tôi? Ủa chứ sao? Ủa giỡn sếp ơi, để dưới này nè. Đang để dưới đất hả? Đúng rồi. Tôi tưởng là cô bán luôn dàn PC xịn của tôi chứ. Nhìn vậy tôi là bị khôn. Bây giờ nha, cô mau mau lên trên mạng đặt cho tôi thêm một dàn PC y hệt như này luôn. Nhớ lên. Ok. Nhưng mà mình chưa đủ tiền cho nên là chúng ta sẽ sơn màu đi. Thì tôi thấy ở đây có mấy cái màu, có màu cầu vồng nữa kiểu nè. Hay là mình sơn màu hồng đi cho nó nam tính ha. Thôi màu hồng không có nam tính, mình chơi cầu vồng đi. Okay. Là màu nào ai làm người ta thích màu nào là có màu đó hết được không? Ok, vậy thì tôi sẽ chọn màu này đi, sơn lên nè, đó để ra coi. Đẹp chứ? Đẹp chưa? Đẹp chưa? À rồi ok, bây giờ là hình như người ta giao đồ tới rồi đó. Bây rồi. Giờ cô xếp PC lên này, cho tôi đi. Trời ơi, chuyện này là chuyện của em sếp ơi. Ui phải kiểm hàng. Để con. Đó, đủ rồi đó. Wow, đẹp quá. Đây, đem thùng PC vô. Trời ơi, vậy là có 2 thùng PC xịn rồi. Này, gài. Yeah.
Vậy là coi như từ bây giờ chúng ta đã có được hai dạng PC xịn. Ui, có khách vô luôn. Khách rồi, chỗ này có khách vô thấy chưa. Từ nay chúng ta đã có PC xịn cho khách ngồi rồi, yeah. Ok. Bây giờ cô vô cô mở máy cho khách giúp tôi coi. Đây 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 đây, quá dễ. Thế nào cũng rất nhiều tiền cho mà xem. Hey, ok, để chúng ta xem thử coi sau khi mà chúng ta đã trang bị lên máy xịn rồi thì chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu tiền nha bạn nha. Ok, đứng đây đợi đợi. Chắc là rất nhiều tiền. Tôi nghĩ là chắc là khách hai vị khách này ít nhất cũng phải được 200 đô. Ôi, ôi, khách trả tiền, khách trả tiền. Đây, 41 đô. Ồ, là được bao nhiêu rồi, được bao nhiêu rồi? Nhiêu vậy? Chắc được tầm 100 đô á. Ok, ngon. 100 đô cũng được, cũng được, cũng được. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho cô Sammy một cái này rất là hay nha. Đây nè, quán của chúng ta bình thường á là khách vô á nha, là không chỉ là khách chơi net không đâu, mà khách chơi xong á là khách cảm thấy là tiệm net chúng ta xịn á thì khách sẽ người ta gọi là gì? Tiếp đúng không? Bo đúng không? Bo tiền cho chúng ta. Đó, tiền tiếp cho chúng ta. Cho nên là chúng ta sẽ mua một con heo. Đây, mình sẽ mua một con heo đất nha các bạn nha. Thì sau khi mà mua con heo đất này chúng ta sẽ có một con heo ở đây. À. Và Sam biết con heo này để dùng để làm gì không? Để người ta bo tiền, người ta tặng tiền cho đúng mình rồi đó. Đó, thấy không, anh này là anh không bo mà anh không quỳnh tiền, thấy không đó. Đuổi theo đánh với tôi, cây gậy vô, lấy cây gậy nhanh, quỳnh nhanh nhanh nhanh, không trả tiền. 95 đô còn ông kia đâu, nhanh 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 nhanh, đó đó đó, giảm quỳnh tiền á, quỳnh quỳnh ta, ui 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 ui, cảnh sát bắt kìa, quỳnh quỳnh đi, quỳnh đi, kệ kệ quỳnh đi, quỳnh đi, quỳnh đi, mình quỳnh mình lấy tiền. Yeah, ok, 86 đô. Trời ơi, tự nhiên bị phạt gì đó. Trời ơi, bị phạt 3 sao luôn kìa. Bị phạt đóng tiền luôn đó. Nó chịu quá à. Ôi, thôi không sao, có tiền là được rồi. He he. Rồi. Mới vừa mua con heo, khách chưa tiếp đồng nào mà đã quỵt tiền. Cay thiệt sự. Đúng xui luôn á. Thôi không sao, không sao. Rồi. Quá ăn trộm, bắt trộm, bắt trộm, bắt trộm, bắt trộm, bắt trộm. Ôi trời ơi. Ăn trộm nè. Ăn trộm sao bà cười. Trời ơi, ăn trộm này vô duyên với sợ nè, dám ăn trộm đồ của khách nhà tôi. Ai ơi, ăn trộm chủ tôi vậy? Sao cứ hận nha. Hình như là tôi thấy cô Sammy là có dấu hiệu muốn bị đuổi nè. Không, trời ơi, sếp nói gì kỳ vậy, nãy là tôi đang tức giận đó. Sao mà tiệm net ăn trộm vô mình thấy cô Sammy cười hơi to. Không có đâu, nghĩ sao sếp lại nghe cười, nghe lộn nó nghe tôi nói là trời ơi, ăn trộm kìa chứ cười đâu. Bây giờ nha, tôi có cái này rất là hay cho cô nè. Cô nhìn thấy gì ở đây không? Đây, cái chỗ này á là mình có thể thuê nhân viên được, cô hiểu không? Ủa, là sẽ đuổi tôi hả? Không phải, tôi không có đuổi cô. Mà ý á là mình sẽ thuê thêm nhân viên, cô hiểu không? Ok. Ở đây nè, thì chúng ta sẽ có là cảnh sát nè. Thì cảnh sát sẽ đứng để canh. Nếu như mà mấy cái thanh niên mà đánh bom á vô quán mình nổ bùm á, cô nhớ không? Đó, thì cảnh sát sẽ bắn. Đó. Còn cảnh sát luôn. Đây, biết đây là ai không? Bảo kê. Đúng, anh này là sẽ bảo vệ cho quán của mình, hiểu không? Khách vô mà chơi game không trả tiền là anh đánh, hiểu không? Đỡ đánh rồi, rồi. Ở đây thì 600 đô chúng ta sẽ có được một cái con này. Đây là con robot giúp chúng ta có thể dọn dẹp hiểu không? Nhưng mà cái máy này đến tận 600 đô lận, cho nên khá là đắt tiền, cho nên từ từ. Cái này là cô phải tự lâu thôi chứ không có robot giúp cô đâu. Ok. Ở trên đây thì sẽ có con này là con mascot nè. Con này sẽ là cái con mà giúp cho khách vô quán đông hơn, kiểu vô đi anh. Lắc lắc rồi đúng không? Vô đi. Ơi, đó, nói chung là bây giờ mình sẽ thử thôi con này nha. Ôi, hình như có khách quỵt tiền đúng không? Trời ơi, quỵt tiền kìa, quỵt tiền kìa. Quỵt tiền à, quỵt tiền à. Quỵt tiền này, quỵt tiền nè. Ủa sao quỵt đông nào? Anh này nằm chết rồi. Trời ơi. Quỵt tiền nè. Này thì quỵt tiền. Ok đó. Bây giờ nha, trước tiên à, đó, để tránh mấy vị khách quỵt tiền vậy á thì mình cần phải thuê anh bảo kê này 220 đô mua. Rồi, thuê thêm anh bắn súng 300 đô nữa. Ôi trời, dữ vậy hết tiền rồi. Thuê thêm con mascot này 150 đô nữa. Giàu dữ ta. Rồi đó, bây giờ là mình đã thuê được anh này nè. Thuê được thêm anh này nè. Rồi ok, xong. Rồi. Bây giờ là còn 398 đô. Bây giờ cô làm cách nào cô kiếm được thêm đi. Tôi sẽ thuê thêm cái máy hút bụi nữa. Rồi, cái máy robot nữa. Và sau khi mà chúng ta thuê xong, chúng ta ra ngoài đây sẽ thấy có một anh này. Ôi, dễ thương vậy. Anh đang đứng nhảy để kêu khách vô quán đúng không? Cô vũ rồi. Đúng rồi, đó. Ở bên này sẽ có một anh bảo kê cao to, lực lưỡng. Ui, nhìn anh này. Anh này tôi sẽ đặt tên cho anh này là anh Kairon nha. Anh Kairon đó. Ủa anh này, Kairon có tóc mà anh này đâu có tóc đâu.
Không thì trước sau 21 cái Kairon già, Kairon cũng lụm tóc à. Đó, okay. Đây là anh Kairon nè. Khách vô mà không trả tiền nè, để coi coi anh này không trả tiền không? Anh này có không trả tiền không? Mình phải test thử. Okay. Anh này trả rồi, anh này trả rồi. Chắc anh này nhìn thấy anh này sợ quá. Sợ quá cho nên trả đó. Ok. Đó, cô thấy gì chưa? Đó, cái anh kia anh mới bắn đó, thấy chưa? Anh này mới dương dai cái bị bắn rồi. Thấy chưa, cái thằng này là thằng đánh bơm nè. Chỉ cần nó lại gần quán mình thôi bị đánh liền. Đó, bây giờ có thằng trộm này thấy không? Thằng trộm thử vô ăn trộm coi. Để coi thằng trộm nó dám vô ăn trộm không? Không dám. Không dám vô luôn. Xấu muối gì mà sao dám được. Thấy cái anh này đứng đây sao dám ăn trộm được. Cái con này hay nha. Nè, bây giờ nha, tôi với cô sẽ thử coi. Bây giờ trong quán của mình là có hai người thấy không? Đó, là có một anh con trai này, một chị con gái trong đó nè. Bây giờ để coi coi một trong hai người này, người nào quỵt tiền á là cái anh bảo vệ là sẽ bụp luôn. Ôi dữ vậy. Đánh luôn. Ôi ghê, để xem nè, coi nè. Coi nè. Thanh niên chạy nè, thanh niên chạy nè. Không sao? Nè, không chịu trả tiền nè, không chịu trả tiền nè. Không trả tiền nè. Ghê. Đá vô cái chân cái đá cái nằm luôn. Đúng rồi. Nè, thằng trộm nè, thằng trộm ngon vô ăn trộm coi. Ngon vô ăn trộm coi. Vô ăn trộm mấy coi. Rèn liền. Sợ liền, sao dám ăn trộm được. Thấy cái anh kia quật tiền là đá cái là banh xác. Đúng rồi, rồi bây giờ tới lượt chị này nè. Để coi chị này bị đánh với ai nè. Anh ơi, người ta cũng là con gái anh. Mình nhẹ nhàng xíu với anh trai. Chứ cái chị trong kia em thấy là con gái á. Dù mà có quật tiền á thì mình lại mình nhắc nhở nhỏ nhẹ nha anh. Nha, anh nhớ nha. Ok anh Kairon. Ê, tôi thấy cái chị tóc vàng bên trong á, thấy chị ấy chơi game hơi lâu luôn á. Coi bộ là nhiều tiền á, coi bộ là mình kiếm được nhiều tiền á. Nhiều tiền lắm luôn á. Đâu đâu, để mình chạy lại mình coi chị ấy đang chơi cái gì mà lâu dữ vậy. À, YouTube. Chị ấy đang coi YouTube mấy bạn ơi. Hàng gì chơi lâu ấy. Ôi, anh này cũng coi YouTube này. Mà mấy chị vô. Anh ơi. Sami Đào á, đăng ký em nói anh nghe nè. Ủa, ăn trộm cái anh đây. Win. Ăn trộm nè. Chị kêu. Chị kêu không trả tiền nè. Ôi, đá cái mạnh. Trời ơi, đá con ta gái à. Trời ơi, con gái ăn lứa người ta mà đá kiểu này trời. Trời ơi, trời dữ quá anh ơi. Cái kiểu này là không. Anh ơi, lần sau mình nhẹ nhàng xíu anh. Đúng ơi rồi. Người ta là con gái mà anh. Trời ơi. Trời ơi. Thôi đi ăn cái nè. Trời ơi, trộm, tính ra mình không cần căn nhà luôn á. Mình đi ăn, mình mở quán vậy luôn. Mình để quán vậy luôn. Cái quán đâu, cái quán dài. Đó quán sao? Ôi trời, cái quán nó bẩn nè. Cô nhìn thấy không? Cái quán tôi bẩn nè, mà tôi thuê cô là để cho cô vô cô quét dọn cho tôi, mà cô thấy cô có làm được gì không? Bởi vậy cho nên là bây giờ tôi phải lên đây nè. Đây, để tôi chỉ cho. Mình sẽ bấm vào đây và mình có 600 đô đúng không? Rồi, mình sẽ mua cái máy clean này luôn. Rồi, máy dọn dẹp. Máy dọn dẹp mua luôn. Rồi. Đó, rồi để xem cái máy rồi, cái máy đâu. Đây, cái máy đây. Đó. Hút này thấy không? Đó, nó hút bụi không? Đó. Trời ơi, nó hay dữ vậy. Đó, xịn chưa? Vậy là nó hút bụi cho mình luôn, mình khỏi làm gì luôn. Ôi, hay dữ vậy. Rồi, cảm ơn anh. 200 đô. Quay. Cái máy kìa. Giờ cái máy này nó hút bụi cho mình luôn, khỏi cần làm gì luôn, quá xịn. Trời ơi. Bây giờ tiệm net bọn mình quá xịn luôn sao mình. Đây, để xịt cho nó thơm phòng nè, xịt cho nó thơm phòng. Xịt đầu người ta vậy? Không, mình xịt cho cái đầu người ta thơm luôn phải không? Trời ơi. Đó. Ôi, bây giờ á là chúng ta không cần làm gì hết. Nhà dơ đúng không? Là có robot giúp nè, thấy không? Đó. Nhà có ăn trộm đúng không? Là có anh bảo vệ. Anh cây con. Nhà có đánh bơm là có anh cảnh sát ở đây. Nhà mà gọi là vắng khách quá có anh đứng đây nhảy, thấy không? Nhìn nè, đây thì nhìn. Ghê quá. Đó, bây giờ là mấy anh giúp em nha. Ôi, cái anh này trả tiền. Có người nào lụm tiền giúp mình được không ta? Ê, cô Sami, tôi nói cô nghe nè. Hồi nãy á là tôi nhớ là ở bên đây nè, cô đi theo tôi qua đây, cô thấy gì trên đây không? Đây, cô biết cái này là gì không? Cái này là đuôi ngựa đó. Bây giờ á mình hãy chọn một con ngựa, nếu mình thắng là mình sẽ nhận được nhiều tiền. Mình chơi đuôi ngựa hả? Đúng rồi. Một con ngựa này là 100 đô nè. Bây giờ nè, mình mua con ngựa, cái con ngựa màu tím, màu đỏ, màu xanh nè, màu bình thường, màu đen nè. Hay là bây giờ mình thử mua ngựa màu đỏ đi ha. Mình mua ngựa màu đỏ đi. 5.000 kìa. Đúng rồi. Mình đặt cọc con ngựa màu đỏ đi. Rồi, mình trúng là được nhiều tiền đúng không? Đúng rồi, mình mà thắng là mình sẽ được nhiều tiền. Rồi ok. Hay dữ vậy. 6 phút nè, để chờ thử coi nha. Con ngựa màu đỏ nè. Thôi lỡ mua ngựa đỏ rồi, thôi mình mua con ngựa màu xanh lá cây đi. Yeah. Được không? Được. Được, mua luôn. Đó, giờ chờ 5 phút nè. Mình chờ 5 phút để mình đua ngựa nè. Rồi, bây giờ là còn 50 giây nữa là chuẩn bị mấy con ngựa nó đua với nhau nè. Nếu như mà bây giờ mà con ngựa màu đỏ hay con ngựa màu xanh mà thắng á là bọn mình có tiền, lúc đó tôi sẽ tăng lương cho cô. Ok, còn nếu mà không được thì tôi sẽ đuổi việc cô. Cái gì kìa? Kỳ gì? Đúng mà, bây giờ mình có tiền, tôi có tiền thì tôi mới tăng lương cho cô được chứ, không có tiền tôi đuổi việc chứ sao nữa. Thôi, đợi nè. Cô cầu nguyện đi, nhanh lên, cầu nguyện đi. Làm ơn, ra con ngựa màu tím, ăn luôn.
Ủa, ngựa màu gì? Mua con ngựa màu xanh với ngựa màu đỏ, cầu ra ngựa tím. Cảm ơn, hiện ra con ngựa màu đỏ hoặc màu xanh. Không, nó sẽ bị đuổi việc. Ủa, rồi. Rồi. Từ qua ăn cái đó đó bụng quá nè. Rồi, còn mấy giây kìa. Cầu nguyện đi, cầu nguyện đi. Sắp bị đuổi việc rồi đó. Cầu nguyện đi. Ok, 5, 4, 3, okay, mua hai con 2, trong cầu đó bộ mấy bạn. 1, bắt đầu. Màu xanh hay màu đỏ đây? Có màu xanh chậm vậy? Trời ơi. Rồi rồi, còn mỗi con màu đỏ thôi. Có màu đen vượt rồi. Ui, con màu đỏ tiến lên kìa. Ui, con đỏ, màu đỏ tiến lên kìa. Màu đỏ, màu đỏ. Con màu đỏ đang chạy lên kìa. Cố lên rồi. Cố lên rồi. Trời ơi. Thắng rồi, thắng rồi. Ủa, ủa gì vậy? Ủa sao dừng lại? Ủa sao dừng lại? Chạy đi. Trời ơi, tự nhiên dừng lại con màu đỏ. Ui, màu xanh chạy lên. Quá tuyệt vời. Màu xanh, màu đỏ gì cũng được. Màu xanh, màu đỏ gì cũng được. Nhưng mà màu đỏ thì càng tốt, là màu đỏ mua đắt tiền hơn. Màu xanh, màu xanh. Sao, sao dừng lại? Sao dừng lại? Chạy đi. Trời ơi, không vậy? Ủa sao lại màu đâu? Ủa, màu, con màu đỏ đang tiến lên, con màu đỏ đang tiến lên. Ơi. Con màu đỏ, con màu đỏ đang tiến lên. Cô anh ơi, cô anh đó. Cô anh. Đừng chạy mà con màu đâu, đừng chạy nữa. Con màu đâu, đừng chạy nữa. Có màu hai, con màu đỏ tấp nhì chứ trời. Trời ơi. Hết sạch tiền luôn à. Hết tiền luôn. Cô bị đuổi việc. Em bị đuổi việc rồi. Rồi, bây giờ nha. Bây giờ á, tại vì á là cô biết sao tôi đuổi việc cô không? Không phải là bởi vì tôi ác hay gì, mà cô nhìn đi, bây giờ nhá, tiền lương rồi tôi đua ngựa hết. Ủa, trời mấy người, chứ tôi biết làm gì đâu. Tiệm của tôi bây giờ á cũng có nhân viên đứng nhảy rồi, cũng có anh bảo vệ rồi, cũng có cảnh sát ở đây rồi. Bây giờ tôi chỉ cần ngồi tôi tính tiền khách thôi, tôi đâu cần nhân viên làm gì nữa, đúng không? Yes. Đúng không? Đúng. Vậy bây giờ nè, thôi được rồi, bây giờ nói chung tôi cho cô một cơ hội. Bây giờ á, cô phải làm sao để cho tôi thấy được rằng là cô chăm chỉ, cô kiếm được nhiều tiền thì tôi mới giữ cô lại, hiểu không? Yeah, okay. Bây giờ hiện tại là tôi còn 74 đô nè. Bây giờ tôi đi ra ngoài tôi mua đồ ăn xíu. Tôi quay lại là cô làm sao cô phải bán được cho tôi tầm 500 đô. Ok. Hiểu không? Hiểu. Dù mà không được 500 đô là tôi đuổi việc. Phải không? Không. Không thì đi, không đi luôn, không đi luôn. Đi. Rồi, bán cho tôi à, tôi đi xíu à, tôi quay lại liền đó. Gì khó thì trời ơi. Chủ đâu khó không chứ. Trời ơi, mắt có thuê 2 ngày giờ đi về kìa. Ôi trời, chết rồi, giờ sao hả? Thôi giờ mình đứng mình nhảy à. À! Xíu rồi. Tôi này là tôi nhớ tôi có bật 2 cái máy cho 2 ông khách. Đó, bây giờ xuống cũng được 200 đô. Ít nhất là vậy. Nhanh lên. Bơ cơ bơ cơ. Đi ăn ra. Đi ăn ăn cái ăn 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 lại. Nhanh lên, nhanh 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 nhanh. Chạy chậm vô. Một. Rồi. Thôi. Đây. Ủa sao vậy trời? Ủa gì vậy? Đi bán rồi. Anh không ăn rồi tôi sắp bị đuổi việc rồi anh á. Ôi. Ôi khách khách. Trời ơi, canh hỏi. Có tiếng chuông, có tiếng chuông, ai gọi vậy? Alo, hả? Ai vậy? Alo, con Sammy hả? Ờ, đây, tôi đây, vẫn đang làm nha, vẫn đang làm nha, sếp ơi. Đang làm. Làm sáng giờ kiếm được kiếm tiền thôi. Ôi, kiếm, kiếm, dìu. Ủa cái gì vậy? Thôi, ủa gì vậy? Cái bài lắm cái gì vậy? Tí nữa tôi về nha, mà thấy chưa kiếm được 500 đô, biết tôi à? Tôi biết rồi. Tiền rồi 500 đồng 500 đô 500 đô 500 đô luôn hả? Chơi vậy hả?
Ôi ok. Rồi để tôi xem coi này nhiêu tiền. Ủa sao mới có 200 đô vậy? Sao mới có 200 đô vậy? À từ từ, đây có thêm con này nữa, lấy được bao nhiêu đây? 31 đô. Là cũng được có 300 đô thôi. Còn thiếu 200 đô nữa. Rồi bây giờ nha, tôi cho cô một cơ hội nữa. Bây giờ anh khách này nè nha, nếu như anh khách này trả thêm 200 đô nữa là cô mới được ở lại quán. Gì đó? Bây giờ khách này mà không trả được 200 đô tôi sẽ đuổi việc cô. Trời nha. Trời, cái gì mà ác chứ hả? Rồi để tôi vô nè, bật máy cho khách nè. Rồi để coi coi, để coi coi anh này trả được nhiêu tiền đây. Giờ là quyết định là liệu là cô Sammy có được làm ở quán tôi tiếp không nè. Trời hình như trời là khách khách đăng ký tiếp hay sao kìa. YouTube kìa đó. Khách đăng ký thêm giờ kìa. Ờ rồi giờ sao, giờ sao? Ủa, ok trời ơi, khách này chắc chắn 200 đô rồi. Để không coi, thể để nào coi. Mà trời ơi, tôi nói thật, nhìn cái mặt anh này uy tín đó. Really nigga. Có 30 đô ở đâu ra 200 đô. Cô bị đuổi việc. Yes, 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 yes. Cuối cùng thì cũng đã đuổi việc được cái cô nhân viên báo thủ Sammy rồi các bạn ạ. À. À, giờ là còn mình tôi thôi. Giờ tôi không cần cô nhân viên nữa. Giờ là quán của tôi là đầy đủ mọi thứ rồi. Cho nên là tôi không cần cái cô nhân viên đó nữa. Ê, nhưng mà sao tiên thấy thấy vắng cô nhân viên thấy cũng hơi buồn buồn ta. Thấy vắng cô Sammy thấy cũng hơi buồn buồn. Thôi được rồi, nếu như mà bạn nào mà muốn là tôi là sẽ tiếp tục mời lại cô Sammy vào quán của tôi á, thì mấy bạn hãy comment xuống bên dưới tôi biết nha. Còn nếu như không ai comment hết thì tôi đuổi luôn. Ok, vậy đi cho nó nhanh. Đó, nói chung là giờ quán tôi là có đồ xịn nè, có robot hút bụi nè, rồi có thêm mấy người nhân viên bảo vệ ở đây nữa, cho nên là tôi không cần cô nhân viên Sammy nữa rồi. Ok, rồi, ok, nói chung là hôm nay là thấy là có vẻ tiệm net của tôi là giàu hơn xíu rồi đó. À, ok, và nếu như bạn nào mà muốn tôi sẽ tiếp tục làm tiếp cái series tiệm net bất ổn này, hãy đừng quên comment xuống bên dưới tôi biết nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Tạm biệt, bye bye. Thôi đuổi được cô nhân viên báo cũng được rồi. Ok.